Alo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại về channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video PK về Tiên Ma. Đây là một top đấu sĩ ở Bích Bộ Cung. Ác này là ác cú vương cũ, rất khỏe. Chuyển sinh sáu dạng linh thuật tầng tầng 2 thì mình phải tầng 2. Đam rất to. Tiên Ma này đồ đẹp như ngọc trinh nữa. Nên ấy, mấy bạn đầu tiên đã hoa rồi đấy. Bác mang đồ đẹp. Có cái vũ khí quay vì 75 này cơ. Chịu mình sẽ soi đồ cho các bạn xem. Đấy, hôm nay đấy, đây là đồ của bạn ấy. Đấy, vũ khí quay vì hỏa tinh 5, thủ hoàng kim, cả một set full lô cao cấp. Full ngũ sắc, đam cực rát nhá. Tiên Ma con sầu của mình sẽ rơi vào tầm khoảng 10k máu gì đấy. Cái này thì mình kích chưa full đâu, nếu mà mình kích full thì con sầu của mình sẽ lên vào từ khoảng 11k gì đấy. Hôm nay ui dồi ôi, đam rất to nhá. Đạo sĩ Tiên Ma mà đam một cờ như vậy là cực kỳ to đấy. Đấy, thế bạn lên bảng. Một lần bạn là gì của mình cờ 10 cả máu là bình thường ấy. Đấy, mình vừa thử đánh skill vật lý xem là như thế nào. Đấy, nếu mà cần ở đấy mình sẽ kích được. Khi nào mà một kích thêm hiệu ứng là thì hiệu ứng pháp bảo Tiên Ma thì cầu chỉ kích vào cái bát quái đấy là nó sẽ hiện thôi. Ác này ác cu vương cũ nhá. Ác này là có cái nghiệt tử giảm tập trung cấp 7 rồi. Mà nghiệt tử cấp 120 thì nó đã giảm rất căng. Nên Tiên Ma cái ác này chịu đám tốt. Đơn nhân giới thì tùy vào đồ của các bạn đeo như thế nào. Đấy, cứ kích vào cái đấy. Cái bát quái ấy, nó sẽ kích được cái Tiên Ma. Đây là ác cú vương cú, nghĩa tử cấp 120 rồi. Nên có ân nghĩa tử giảm tập trung cấp 7 nên ác trâu lắm. Đấy, hôm nay mình sẽ thử đánh VK Tiên Ma với bạn để xem. Đấy. Yeah. Đầu thì nó có hỏa sát thương là thành ra mana nó ngon. Tiên Ma của gì nhất nên là không có hỏa sát thương bây giờ. Để xem ai trâu hơn ai. Ý, lên bảng đánh chiếc cứu vật lý thật là khó chịu. Đánh không xuất được chiêu ra luôn. Đấy, vẫn sẽ đồ vật đẹp. Ngọc bồi, một dòng pháp bảo tầm, pháp khí Tiên Ma 80, hỏa tinh 5. Ác đam rất rát nhá. Ác này nói chung là Tiên Ma đánh rất phê đấy. Không đùa đâu. Đánh ngang cơ rồi những ác gì nhân ở trong Tiên Ma với như là ác đạo sĩ phải khỏe. Thế mà con sầu từ trong Tiên Ma nó khỏe lắm. Đấy, như thiên thần áo phạm, nhưng mà không biết ai chết trước. Mình chết trước mình chịu đạo, mình chỉ dám may chạy được. Còn thiên thần áo phạm và ác kia không chạy. Đấy, bàn này cứ lao vào trong này bây giờ ấy. Bàn ông này PK hay ấy. Ông PK xỉu ông người chạy vào trong cây với trong đá này. Thành ra con sầu của mình không phát huy được tác dụng. Lần vượt một hồi là bác nhảy trong cây cối hoặc là trong đá. Còn PK nói chung hôm nay chạy chỗ ấy thẳng cấp đấy. Nói chung PK nhiều thì lên tay thôi. Đấy, mình mà chưa kích được. Cái này 30 phút thì nó mới cho kích một lần. À, một lần, à, một tiếng nó mới cho kích một lần thì sao? Một lần được hiểu 30 phút. Nói chung là mình khỏe. Chạy nó thì lên quay vì đấy. Quay vì thì nhìn cái biết ngay. Ui, một cái mình đang từ 15k máu từ xuống còn 2-3k nữa. Nếu không chạy nhanh thì còn xác định chết thôi. Máu Tiên Ma bơm rất là chậm nhá. Bơm mười mấy k máu, máu Tiên Ma bơm chậm lắm. Đấy, chết rồi. Mình ui, chạy nốt. Ui, ui. Con đề của mình bắn nhiều lúc cũng bắn linh hoạt phết. Nhiều lúc nó bắn như kiểu mà gà mắc cái tóc lơ ngơ. Ấy, đánh skill vật lý ông. Ý, xem ai chết. Xem ai chết. Mình chết. Ấy cả chết cả đôi. Đẳng cấp đấy. Hay. Á cái đánh rất hay. Đấy. Ác này là cùng là chuyển sinh sáu rồi nhá. Chuyển sinh sáu dạng lên tầng 2 đấy là tầng 3 thì mình cũng để ý chắc là tầng 2. Thủ 4 kill. Thủ Tiên Ma đẹp luôn. Đấy, ác mình là trục cơ viên mãn đấy, trục cơ viên mãn đấy, khỏe lắm. Tào Tháo mà, đuổi là phải đuổi như Tào Tháo, đuổi cho chạy tệ dại ấy. Ui, lắc à. Đấy, ông này chạy chỗ hay, một xíu ông cứ lớn vợt lại cho cục đá này. Đấy, thật đi, một xíu ông chạy ra ngay cục đá, phục sinh quá cho được ghét. Xíu ông người nhảy lại cục đá mình chạy tệ rẽ với đại ca này, PK chạy chỗ rất hay nhá. Vèo vèo thì là nhảy vào trong bụi cây nấp một sẹo thì là nấp theo cục đá mình. Con sầu mình là kiểu như vô tác dụng, như kiểu mà không có sầu nên nó
có vật cản phía trước là con sâu nó cũng có tác dụng gì cả. Đấy là chạy lơn vờn có cái cục đá đây thôi. Bác này kiểu nấp đá đấy. Đấy, đấy, vòng qua cục đá này đừng ngay. Được chưa? Ê, ê, mình không đánh skill vật lý nữa. Đấy, thôi tập chủ xem. Đấy, ken, ken, ken. Đấy, lại xong cục đá. Ê, bây giờ đấy, lại chạy qua cục đá thế đấy, con sâu của mình là mất tác dụng. Giờ Vina game nó ra cái map nào mà không có đá không có cây thì ngon. À viếp viền cổ, viền cổ, viền cổ, nhưng mà tiên ma nó lại không vào được viền cổ. Bây giờ đấy này cứ chơi chỗ hay ông cứ toàn nấp từ sau người với sau rồi thành gì nhấn mà gì nhấn mà không có những chấp sầu thì không có tác dụng. Phải ác nào mà dây giới cơ chứ mà ngang cơ cùng dạng linh hai cùng chuyển sinh sầu rồi cùng nghiệt tử cao mà nguyên anh gục ấn mà có những chấp sầu thì gì nhấn bụng thôi châm chữ tới bụng khi nào cho chết, trừ khi là có quay vì thôi. Còn không thì còn bụng lâu, ác này khỏe lắm. Đấy. Thần vương, một phát sầu thẳng mặt chạy, té ra ngay, chạy. Nhìn thế này thôi chứ mà các bạn này đã vẫn vẫn hết mana rồi đấy. Đấy, mấy bạn này sai skill hộ rồi mana đấy. Nhìn này đơn giản, nhìn bạn này còn máu chứ mà mana, bạn này 7, 8k, 9k là cũng hết rồi, nó ăn vào máu rồi đấy. Chạy đâu, mất hút rồi. Ủa, tiến ma bạn được khảm, à đây đây đây. Lại sao, bắt đầu lượt vượt qua sau là cục đá. Hay, cục đá thân kỳ này được. Trong Vina game bọn nó bỏ cục đá đấy, mình đã chả hiểu cái mục đích của Vina game bỏ cục đá đấy để làm gì. Cây cối đâu có cần thiết mà nhiều cây cối. Ý, 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 mình chết rồi, ý, phục sinh cái cho đời ghét. Gần chạy. Đầu thì tiến ma nó lời hơn cái là mana với máu nó hồi nhanh. Nó hồi mana nó có hóa sát thương nữa. Mana mana màu tiên ma của bạn này chắc phải cử khoảng 20k đấy, nếu mà 20k là hóa sát thương nữa. Máu sẽ bơm lên đây đâu đầy nhanh hơn mana bơm thì mana mình có hóa sát thương thì mà mình đánh thì chỉ ấm vào mana thôi. Mình chưa kích được cái này. Ê, lại nẻ sau cục đá. Ây à, à sau bụi cây. Bạn này nẻ kinh khủng hay. Với cá đầu xì nó phải linh hoạt như vậy. Còn các bạn mà kêu cá đầu xì mà cửa láo vào chỗ mình thì có xác định năm vùng ấy. Đấy, bạn này có chạy tùm lum đấy. Đuổi thẳng đuổi, 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 đuổi. Rồi, skill vật lý, dính skill vật lý rồi. Bạn chạy đang chơi, có mặt chạy, 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 chạy. Chết. Đấy, đơn giản vậy thôi. Lâu lâu đuổi được phát, chỉ bắt chứ thẳng cẳng đấy. Năm thẳng cẳng đấy. Hay nhỉ, bạn biết ông nào hôm nay cầm cái arc này PK được ấy. Nói chung là đào xì nên phải PK như vậy, phải linh hoạt. Còn đào xì mà cứ tỏ ra về mình mảnh rồi mình nhảy vào trong đám chỉ có xác định chết đấy đào xì chứ. Nếu mà mình đoán được nhầm, nếu mà ngáng hết tất cả đào xì có vẻ yếu nhất. Gặp dập xì thì nó gặp phạt đòn rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn nhá. Hôm nay mình làm video đến tới đây thôi. Rồi mình sẽ làm video khác nói về những trận PK khác nhé.